Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phạm. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về Blue Revitalize. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Blue Revitalize cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần Purified Water, Propylene Glycol, Pentylene Glycol, Butylene Glycol, Polysorbate 20, Lactic Acid, Salicylic Acid, Glycerin, Zinc CPCA, Acrylate C13 Ankin Acrylate Cross Polymer, Santan Gum, hyaluronic acid, carbon m, triethanolamin, allantoi, tetrapeptide 30, trihalot, Bakuchiol, dipotassium glyceriat, vitis vinifera acid extract, oleanolic acid, disodium EDTA, BHT, sodium benzoate, Phenoxyethanol và ethylacin glycerin. Dạng bảo chế Dạng kem Công dụng Kem dưỡng chuyên biệt Blue Revitalize là giải pháp ngăn ngừa nếp nhăn và chống lại dấu hiệu lão hóa do ảnh hưởng của quá trình hóa bền vững xảy ra với tế bào da một trong những nguyên nhân gây ra quá trình lão hóa tự nhiên. Đây là sản phẩm kem dưỡng chuyên biệt ngăn ngừa lão hóa đầu tiên trên thị trường được điều chế với peptide và ceramide kết hợp ba loại oxit sắt giúp bảo vệ làn da khỏi tác động có hại của ánh sáng xanh. Giảm thiểu dấu hiệu chảy xệ và bào mỏng da. Chống ánh sáng xanh từ màn hình thiết bị điện tử cải thiện rõ rệt nếp nhăn mảnh và nếp nhăn sâu trên bề mặt da. Phục hồi lượng nước tự nhiên và bổ sung dưỡng chất cho da, giúp da săn chắc hơn. 100% không cồn. Peptide và ceramide cải thiện tình trạng da trong viêm da dị ứng, tăng độ đàn hồi da. Sắt oxit bảo vệ làn da khỏi ánh sáng xanh. Cách dùng. Sau bước serum dưỡng da, lấy một lượng sản phẩm vừa đủ và thoa đều lên mặt và vùng da cổ massage nhẹ nhàng đến khi sản phẩm thẩm thấu hết vào da. Tránh tiếp xúc với mắt. Sử dụng hàng ngày vào buổi sáng và tối. Sử dụng sau sản phẩm serum. Sử dụng sau sản phẩm có chứa retinol vào ban đêm. Chống chỉ định. Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào trong sản phẩm. Lưu ý khi sử dụng. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú tham khảo ý kiến bác sĩ nhà sản xuất Pharmaform. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Blue Revitalize, đồng thời biết cách sử dụng Blue Revitalize sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham